Cát Bà được biết đến là một hòn đảo mang vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Bởi trên hòn đảo này có một nơi vẫn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp tinh khôi của núi rừng, sông suối và cả những hang động huyền bí. Phù Long là một xã nằm ở phía tây của đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Một phần diện tích lớn của Phù Long là các đầm phá. Đây cũng là nơi sở hữu những điều độc đáo nhất của thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà như rừng ngập mặn, rừng thường xanh. Ở rừng ngập mặn Phù Long không có một cây thay lá. Chính vì thế, nơi đây xanh ngát cả bốn mùa, tạo nên một khung cảnh vừa tươi mới lại vừa cuốn hút. Cái rừng ngập mặn ở Phú Long do thiên nhiên hình thành, còn con người trồng thêm để bảo vệ đi. Loài cây đặc trưng nhất của rừng ngập mặn Phú Long là loài cây gì ạ? Nhiều nhà khoa học thì gọi những tên gọi khác nhau, cây đước chùm, thế còn ngoài này thì gọi là cây vẹt. Vậy cái giá trị của rừng ngập mặn mang lại cho Phú Long của mình là gì vậy ạ? Phòng chống được bão lụt, chống cái độ hao mòn với lại sóng gió cho tất cả các bờ đê. Nó là nơi trú ngụ cho các loài sinh sản hải sản. Dọc theo dòng sông Cái Viềng, những khu rừng ngập mặn được bảo tồn ngày một phát triển. Không chỉ ngăn chặn thiên tai mà rừng ngập mặn còn mang đến một vẻ đẹp sinh động, khiến bất kỳ ai cũng muốn được khám phá. Nằm ở phía đông đầm Cái Viềng, trong những ngọn núi đá vôi là động Thiên Long, một trong những điểm độc đáo tạo nên sức cuốn hút của Phù Long. Động Thiên Long được người dân người ta phát hiện vào khoảng đầu năm 90. Động này ấy, thì nó càng ngày là càng lên trên cao, gắn với chữ Thiên, tức là trời. Viện Bảo tàng dùng chữ Thiên gắn với chữ Long của xã Phú Long gọi là Động Thiên Long. Vậy cấu tạo của Động Thiên Long có gì đặc biệt hả chú? Động chia làm 3 phần, từ thấp lên trên cao. Phần thứ nhất là ở ngoài cửa, dưới cái tầng trệt nơi chúng ta đang đứng đây là tầng chính điện, nên đất rộng khoảng 100 m², còn chiều cao là 18 m. Trên trần vòm hang này, những cái nhũ đá này nó còn rất là hoang sơ. Đằng sau đây là tầng điện trên cao. Càng lên cao, càng thấy được hết vẻ đẹp tuyệt vời và kỳ thú của các tác phẩm điêu khắc thiên nhiên trong ánh sáng hư ảo. Càng tìm hiểu về hình hài của những nhũ đá hoa cương, càng thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của một hang động trong lòng núi Phù Long. Rừng núi không chỉ là nơi ẩn giấu vẻ đẹp của động Phù Long mà còn là nơi nuôi dưỡng vị ngọt của ngàn hoa Cát Bà. Hơn chục năm trước có một cái dự án nuôi ong ở trên đảo, nên là người dân ở đây thấy lúc con ong cũng có nguồn thu nhập nên là người ta phát triển nghề nuôi ong. Thế thì nuôi ong trên đảo có khó không anh? Nó cũng khó khăn. Tại vì nó phụ thuộc vào nguồn hoa tự nhiên của vườn quốc gia Cát Bà, tháng 2 đến tháng 4, tháng 5. Các tháng còn lại không có hoa mấy, nó không như trong đất liền. Vậy mật ong ở trên đảo có khác gì so với mật ong ở đất liền không ạ? Mật ong của đảo Cát Bà sản lượng thì được ít hơn so với lại trong đất liền. Nhưng mà được đánh giá khá cao về mặt chất lượng. Dù điều kiện tự nhiên không dồi dào, nhưng người dân Phù Long vẫn phát huy và tận dụng hết những nguồn tài nguyên để tạo nên thứ sản vật quý trên đảo. Mời em dùng thử mật ong Phù Long. Có vị ngọt thanh, hơi chua chua một chút. Em thử pha với lại nước chanh uống xem nó như thế nào. Ngồi giữa vườn ong mật, thưởng thức một ly chanh mật ong, cảm giác thật là tuyệt vời và sảng khoái. Thứ mật ngọt ngào của ngàn hoa Cát Bà, hang động và cả những khu rừng ngập mặn đã tạo nên một vẻ đẹp độc đáo cho mảnh đất Phù Long.